Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 và tiến độ triển khai một số dự án lớn trên địa bàn. Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Vĩnh Phúc tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về điểm trung bình các môn thi. Huyện Yên Lạc làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc thứ tư ngày 17 tháng 7 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, tập trung quyết liệt các giải pháp hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng huyện Lập Thạch phát triển toàn diện về mọi mặt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch vào sáng nay. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban, sở ngành. Cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy Lập Thạch đã ban hành 12 nghị quyết, 37 chỉ thị và gần 5.000 quyết định, thông báo, kế hoạch triển khai thực hiện, đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Đến thời điểm này, Đảng bộ huyện đã hoàn thành 20 trên 27 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đạt và vượt 21 trên 32 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21. Tổng thu ngân sách 4 năm từ năm 2021 đến năm 2024 đạt hơn 8.800 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2024 hơn 2.000 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch vốn đã phân bổ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,86%. Các lĩnh vực an sinh xã hội được quan tâm, an ninh quốc phòng được củng cố. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Lập Thạch báo cáo tiến độ triển khai một số dự án lớn trên địa bàn như đường Vành Đai 2, vùng phía Tây, đô thị Vĩnh Phúc, giai đoạn 1, đường nối từ đường Hợp Châu, Đồng Tĩnh đến thị trấn Lập Thạch, giai đoạn 1, đường Vành Đai 2, vùng phía Tây, thủ đô Vĩnh Phúc, dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 307 từ trung tâm thị trấn Lập Thạch đến cầu Liện Sơn, các dự án khu công nghiệp Thái Hòa, Liện Sơn, Liên Hòa, cụm công nghiệp Đình Chu, nhà máy xử lý rác thải tập trung. Các ý kiến tại buổi làm việc đề nghị huyện Lập Thạch rà soát có giải pháp quyết liệt để thực hiện các chỉ tiêu xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, làm tốt công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự, văn kiện Đại hội Đảng các cấp, quan tâm trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, củng cố phát triển các làng nghề truyền thống, nhân rộng diện tích, xây dựng thương hiệu Thanh Long Ruột Đỏ và các sản phẩm truyền thống, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy thương mại, dịch vụ. Quan tâm đến công tác quy hoạch, khai thác các khu, cụm công nghiệp đã đầu tư, tạo nguồn thu, ngân sách và giải quyết việc làm, rà soát nguồn lực đầu tư công, phục vụ phát triển, quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tạo bước đột phá cho địa phương giai đoạn tới, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, an ninh tôn giáo. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An nhấn mạnh, Lập Thạch là địa phương giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và hiếu học, có nhiều tiềm năng, dư địa về đất đai, nguồn nhân lực. Đây là những điều kiện thuận lợi để huyện Lập Thạch tiếp tục phát triển bứt phá hơn nữa trong thời gian tới. Ghi nhận kết quả nổi bật trong thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng của huyện Lập Thạch từ đầu nhiệm kỳ tới nay, đồng chí Dương Văn An cho biết, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 không còn nhiều. Do vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Lập Thạch cần nỗ lực cố gắng để đạt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, trong đó tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý các vi phạm, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý địa phương tập trung làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, trong đó công tác cán bộ cần đảm bảo công khai, minh bạch, song song với kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ các cấp, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Thì vừa rồi chúng ta đã
triển khai quán triệt tổ chức thực hiện cái chỉ thị 35 và kế hoạch đại hội đảng các cấp, đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ 18 rồi, thì đề nghị các đồng chí là khẩn trương cụ thể hóa ban hành cái kế hoạch của mình, xây dựng các cái bộ phận giúp việc nếu thấy cần thiết, các cái tiểu ban nếu thấy cần thiết, để chúng ta là bắt tay ngay vào cái công tác này. Thì đề xuất các đồng chí là sớm ban hành cái dự thảo văn kiện đại hội để làm cơ sở cho thảo luận cũng như xây dựng các cái chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của huyện. Về phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Lập Thạch tiếp tục phát triển kinh tế đồng bộ, hài hòa giữa các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, tập trung xây dựng đô thị nông thôn hiện đại, xanh, sạch đẹp, thông minh và văn minh, có giải pháp phát huy giá trị lịch sử, di tích văn hóa, tạo ra nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, tập trung cải thiện các chỉ số cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản, hồ đập, xử lý các bất cập liên quan đến các nhà máy nằm ngoài khu cụm công nghiệp, không để ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, kiên quyết thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động đối với các dự án không triển khai, quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, không để xảy ra điểm nóng gây mất an ninh trật tự ở cơ sở. Cũng trong sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã đến thăm mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Lập Thạch. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An cùng lãnh đạo huyện Lập Thạch đã đến thăm mô hình trồng thanh long ruột đỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Minh Phương tại xã Xuân Hòa. Đây là một trong 50 hộ gia đình triển khai dự án trồng thanh long ruột đỏ trên địa bàn xã Xuân Hòa với tổng diện tích 70 ha. Riêng mô hình của gia đình chị Phương có diện tích 4 ha, đã cho thu hoạch được 2 năm, góp phần cải thiện kinh tế và thu nhập cho gia đình và chuyển dịch cơ cấu cây trồng địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao hiệu quả mô hình trồng thanh long ruột đỏ trên địa bàn huyện Lập Thạch nói chung và xã Xuân Hòa nói riêng, đồng thời chia sẻ những khó khăn mà người dân còn gặp trong quá trình sản xuất, thị trường tiêu thụ và đề nghị huyện Lập Thạch tổ chức đánh giá tình hình thị trường trong và ngoài nước để làm tốt công tác dự báo tình hình thị trường, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi thành tựu khoa học công nghệ, nhất là những đề tài đã được nghiệm thu, ứng dụng có hiệu quả trong thực tế, tổ chức cho các hộ trồng cây thanh long đi tham quan học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng, phát triển cây thanh long theo hướng bền vững, giữ vững và phát huy thương hiệu thanh long ruột đỏ Lập Thạch. Kiểm tra hồ Vân Trục, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Lập Thạch cần có giải pháp xử lý bèo tây xâm thực mặt hồ, nghiên cứu xử lý bèo tây thành các sản phẩm phân bón hữu cơ phục vụ nông nghiệp. Bên cạnh đó, quan tâm tạo môi trường cảnh quan hướng tới du lịch sinh thái kết hợp nuôi thủy sản, tập trung cắm mốc giới để ngăn chặn các hành vi lấn chiếm lòng hồ. Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào do Đại tá Khăm Hăng Say Mung Khun, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Cơ sở Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc. Tại buổi trao đổi, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc đã giới thiệu khái quát với đoàn công tác một số kết quả nổi bật công tác dân vận trong những năm vừa qua, trong đó có những cách làm hay, sáng tạo đã và đang được đơn vị triển khai, như thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, hoạt động kết nghĩa, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia xây dựng địa bàn an toàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, giúp đỡ các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh. Qua trao đổi kinh nghiệm, đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào bày tỏ ấn tượng trước những cách làm hay, sáng tạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, thông qua hoạt động chia sẻ kinh nghiệm lần này, giúp đoàn công tác học hỏi được nhiều kinh nghiệm, mô hình hay, phương pháp bổ ích để nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, thực hiện công tác dân vận tại địa phương. Sở Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành tư pháp đã triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo chất lượng đúng tiến độ các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Trong đó, Sở Tư pháp thẩm định 51 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp và bồi thường nhà nước được duy trì thực hiện sát sao. Trong 6 tháng đầu năm, Sở Tư pháp đã nghiên cứu đề xuất hướng giải quyết 100% các vụ việc xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
hoàn thành việc số hóa hộ tịch năm 2023 với hơn 500.000 dữ liệu và triển khai nhiệm vụ số hóa hộ tịch năm 2024 cho hơn 700.000 dữ liệu. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục củng cố đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Công tác thanh tra được thực hiện theo đúng quy định. Việc tư vấn giải quyết đối với các vụ việc phức tạp tiếp tục được thực hiện kịp thời, có chất lượng. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, ngành tư pháp tập trung thực hiện hiệu quả công tác tham gia ý kiến, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, công tác hộ tịch, chứng thực, quản lý, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, đấu giá tài sản, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng 6 tháng cuối năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm quy định về lãi suất, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng hiệu quả và triển khai chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế nói chung còn nhiều khó khăn, dù đã có nhiều nỗ lực, song tăng trưởng dư nợ cho vay những tháng đầu năm 2024 thấp hơn so với năm 2023 và các năm gần đây. Tính đến hết tháng 6 năm 2024, dư nợ tín dụng đạt gần 132.000 tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với cuối năm 2023. Trong khi đó, nợ xấu có chiều hướng gia tăng, chiếm 1,15% tổng dư nợ. Dự báo 6 tháng cuối năm 2024, tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng huy động vốn từ 12 đến 14%, tăng trưởng tín dụng từ 10 đến 12%, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc tiếp tục theo dõi sát tình hình tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng để kịp thời nắm bắt, tổng hợp, xử lý theo thẩm quyền. Cùng với đó, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý đối với các trường hợp tổ chức tín dụng gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận tín dụng. Nhân dịp này, 6 đơn vị thuộc khối thi đua Ngân hàng Vĩnh Phúc có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 được trao tặng cờ thi đua và bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay các địa phương đã có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Vĩnh Phúc tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp học sinh Vĩnh Phúc xếp ở vị trí số 1 cả nước. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Vĩnh Phúc có hơn 15.000 thí sinh đăng ký dự thi. Theo kết quả vừa công bố vào lúc 8 giờ sáng nay, 17 tháng 7, điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp của các thí sinh Vĩnh Phúc đạt 7,464 điểm. Vĩnh Phúc còn đóng góp 553 điểm 10 trong các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, xếp vị trí thứ 3 cả nước sau thành phố Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa. Vĩnh Phúc có một thủ khoa khối D01 với tổng điểm 28,75 là học sinh trường trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc. Các chỉ số tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là một thành tích đáng tự hào và là minh chứng khẳng định chất lượng giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc không ngừng được nâng cao theo từng năm, đồng thời thể hiện những chính sách của Vĩnh Phúc đầu tư cho giáo dục được phát huy hiệu quả. Nhiều năm qua, công tác chăm lo các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng luôn được tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm thường xuyên. Với những chế độ ưu đãi được triển khai sâu rộng, các hoạt động chăm lo cho người có công được thực hiện dưới nhiều hình thức, với mong muốn người có công và gia đình có đời sống vật chất và tinh thần tốt nhất, ghi nhận tại địa bàn huyện Yên Lạc. Trước khi được sống trong căn nhà khang trang như thế này, hai mẹ con cụ Hoàng Thị Đường từng chung sống trong ngôi nhà nhỏ rột nát. Có chồng là liệt sĩ hy sinh từ năm 1967, từ đó tới nay, cụ và gia đình luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương bằng những chính sách thiết thực. Gia đình là cũng cố gắng, tôi thì cũng đi nam chắt bóp từng đồng từng cắc, thế là rồi thì là cộng với con gái con rể thì nó cũng cố gắng, thì bây giờ mới mẹ gia đình cộng lại nữa là nhà nước là cũng hỗ trợ được 40 triệu. Thì gia đình bây giờ mới xây lên được vài gian nhà thì nó cứng cáp để mẹ con ở cũng đỡ mưa gió là đỡ hốt, bão vùng là đỡ hốt. Bên cạnh các hoạt động quan tâm hỗ trợ cho người có công và thân nhân người có công, năm nay, khu vực Nghĩa Trang Liệt Sĩ xã Hồng Châu
cũng được quan tâm tu sửa sạch đẹp và trang trọng hơn, qua đó nhằm tri ân những người đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập của dân tộc. Nhiều năm nay thì trên địa bàn xã là không có đối tượng chính sách nào thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã nữa cả, mà cũng đã đều là thoát nghèo và thực hiện để phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Và hàng năm thì cũng kêu gọi các nhà tài trợ hoặc là trích các cái quỹ của địa phương để mà thăm hỏi động viên các gia đình chính sách. Huyện Yên Lạc hiện có hơn 2.800 liệt sĩ, hơn 800 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, hơn 300 bệnh binh. Với mong muốn tất cả các gia đình chính sách, người có công đều có mức sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình so với người dân địa phương. Nhiều năm qua, việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công luôn được địa phương đặc biệt chú trọng. Các chế độ chăm sóc, trợ cấp thường xuyên, trợ cấp một lần và các trợ cấp khác được chi trả, đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, nhân dịp lễ Tết luôn được thực hiện thường xuyên. Hiện nay, 100% các xã thị trấn trên địa bàn huyện đều xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa để thực hiện hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở. Trong thời gian tiếp theo, chúng tôi tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm các cái hồ sơ còn tồn đọng và đẩy nhanh cái tiến độ xác nhận thông tin giải quyết các chế độ trợ cấp đối với thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công. Hai nữa là thường xuyên kiểm tra giám sát đảm bảo cho cái việc thực hiện chính sách đối với người công đúng đối tượng và hiệu quả nhất. Ba nữa là đẩy mạnh công tác tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ và cải tạo nâng cấp các cái nghĩa trang cơ sở. Những ngày tháng 7 cũng là dịp để mỗi người dân càng thêm tự hào về truyền thống cách mạng của địa phương. Những việc làm ý nghĩa càng tô đậm thêm tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn của các thế hệ hôm nay đối với thế hệ đi trước đã cống hiến hy sinh một phần xương máu của mình cho nền độc lập tự do của dân tộc. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức trao giấy chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ cho công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và phân phối nông sản sạch OFP. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và phân phối nông sản sạch OFP là đơn vị chuyên trồng, canh tác các sản phẩm rau, củ quả tại xã Điền Châu, huyện Yên Lạc. Được sự hỗ trợ của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, từ tháng 5 năm 2013, công ty bắt đầu bước vào quá trình chuyển đổi biện pháp canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ. Sau hơn một năm triển khai, đến nay, công ty đã được đánh giá cấp giấy chứng nhận sản xuất rau đạt tiêu chuẩn hữu cơ cho các sản phẩm rau ăn lá như cải bò xôi, húng quế, su su, cải cúc, tía tô. Đây là một trong những đơn vị tiên phong trên địa bàn tỉnh áp dụng thành công quy trình sản xuất rau theo tiêu chuẩn hữu cơ, một xu hướng mới của ngành nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Với sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của ngành nông nghiệp sẽ tạo động lực giúp cho nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp tiếp tục xây dựng nhiều mô hình sản xuất đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều ngày gần đây, dư luận trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đang quan tâm tới việc đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Nhiều bậc phụ huynh tỏ ra băn khoăn, lo lắng về tỷ lệ học sinh đăng ký tuyển sinh đầu cấp đông, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của các trường thì có hạn. Ngay sau khi nhận được thông báo tuyển sinh của trường trung học cơ sở Liên Bảo, nhiều bậc phụ huynh trên địa bàn phường Liên Bảo đã đến để nộp hồ sơ đăng ký vào lớp 6 cho con em mình. Đây đều là những trường hợp có hộ khẩu thường trú tại địa phương và đáp ứng đủ các tiêu chí tuyển sinh. Bởi vì là cái số lượng thì theo như chỉ tiêu thì cũng sẽ số lượng các cháu thì cũng sẽ là vượt rất nhiều. Chúng tôi cũng đang lo lắng không biết là nếu như chỉ căn cứ mỗi cái hộ khẩu thường trú thì không biết là sau này thì là cái số lượng nếu chẳng may là vượt ngoài cái số đấy, chúng tôi cũng không biết là sau này con mình sẽ học ở đâu. Đấy. Rõ ràng là mình cũng là một trong những công dân ở phường Liên Bảo, thì bây giờ lại học sang phường khác cũng sẽ rất là bất lợi cho các cháu. Theo chỉ đạo của phòng giáo dục cũng như ủy ban dân phường mà phải điều tiết, cũng như nhà trường điều tiết học sinh sang các trường khác thì cũng phải chấp nhận và thực hiện đúng theo cái hướng dẫn của trên và cái chỉ đạo của phòng cũng như của ủy ban dân phường. Năm học 2024-2025, trường trung học cơ sở Liên Bảo được thành phố giao tuyển sinh 540 chỉ tiêu, tăng 135 chỉ tiêu so với dự kiến ban đầu là 405 học sinh. Tính đến hết ngày 15 tháng 7, nhà trường đã tiếp nhận 553 hồ sơ, trong đó tất cả các hồ sơ đều có hộ khẩu thường trú ở phường Liên Bảo. Nhà trường sẽ thứ nhất là xét tuyển sinh tất cả các em học sinh có hộ khẩu thường trú tại phường Liên Bảo. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nhóm đối tượng được ưu tiên là nhà trường cũng sẽ ưu tiên những
phụ những học sinh mà con em lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn nhưng không có hộ khẩu thường trú ở đây mà phải ở nhà công vụ. Và cũng có một số những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thì những hoàn cảnh này nhà trường sẽ báo cáo riêng đối với lãnh đạo cấp trên để đề nghị xét tuyển. Là địa bàn đông dân cư, do đó nhiều học sinh chỉ có hộ khẩu tạm trú trên địa bàn phường Liên Bảo cũng không đáp ứng tiêu chí tuyển sinh của nhà trường. Trong số những hồ sơ không hợp lệ đó là những hồ sơ có những phụ huynh học sinh là hộ khẩu thường trú ở Khai Quang, hộ khẩu thường trú tại Đồng Tâm và hộ khẩu thường trú ở những nơi khác nhưng lại là xin cái cư trú ở đây thì họ vẫn nhập vào bình thường. Nhưng khi bên quản lý hồ sơ chị rà soát thì những trường hợp đấy nhà trường bắt buộc phải đẩy ra, bởi đó là những hồ sơ không hợp lệ, phải tuyển đúng tuyến. Để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã giao chỉ tiêu cho các nhà trường trong việc tiếp nhận các học sinh không có hộ khẩu thường trú tại các địa bàn đông dân cư. Như tại trường Trung học cơ sở Định Trung, năm nay nhà trường được giao tuyển sinh 284 hồ sơ, trong đó có 48 hồ sơ tiếp nhận từ trường Trung học cơ sở Liên Bảo. Như vậy, sẽ không có trường hợp học sinh đúng tuyến mà phải sang học ở địa phương khác và cũng không có học sinh nào có hộ khẩu tạm trú tạm vắng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên mà không được xét tuyển vào lớp 6 trên địa bàn thành phố. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.